Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng tuần vàng sang trọng. Vòng tuần vàng sang trọng giúp cho đôi tay người phụ nữ càng thêm quyến rũ hơn. Để chế tác và nhập khẩu Italy nên mỗi một chi tiết đều được làm một cách tinh xảo. Sản phẩm dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục dù công sở hay dự tiệc. Vòng tuần vàng sang trọng mang lại may mắn và tài lộc cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.